Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Trong 24 giờ hàng ngày, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các clip được cập nhật trên kênh. Rất mong được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Bảo vệ quyền lợi của người dân, nhưng phải trị kẻ gian. Thưa quý vị, báo chí liên tục đưa nhiều thông tin phản ánh tình trạng cao tốc chưa xây, công trình trái phép đã mọc đợi đền bù. Nhiều hộ dân đua nhau xây dựng các công trình nhà ở, nhà xưởng, chuồng trại, trồng cây để đón đền bù. Tình trạng này xảy ra ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, xử lý, rất có thể sẽ lan ra nhiều địa phương khác. Dân cũng có người ngay kẻ gian, có người luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân. Ngược lại, có người luôn tìm cách trục lợi, vun vén cá nhân. Cho nên, khi triển khai các dự án có giải tỏa đất đai, phải tìm mọi cách để tính toán lợi ích cao nhất có thể cho người dân, nhưng phải ngăn chặn những kẻ gian, lợi dụng chính sách để đòi quyền lợi không chính đáng, hợp pháp. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư xây dựng cao tốc đoạn Cam Lộ – Vạn Ninh, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai việc kiểm kê, kiểm đếm hiện trạng đúng đối tượng, diện tích nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng cơi nới, xây mới để trục lợi trong chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Võ Văn Hưng tách bạch rất rõ hai việc. Một là đảm bảo quyền lợi người dân, hai là không để tình trạng trục lợi trong chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhưng cũng xin lưu ý, trục lợi chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng có khi không chỉ người dân làm được mà có sự thông đồng với ông cán bộ. Hai bên thực hiện các hồ sơ gian dối, sau đó lấy tiền bồi thường chia nhau. Xin đưa ví dụ khởi tố thêm 13 người trong vụ kê khống mộ giả, đưa thông tin liên quan đến vụ án kê khống mộ giả xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, thành phố Huế. Trong số đối tượng bị khởi tố, có hai cán bộ thuộc đội cảnh sát kinh tế, công an thành phố Huế được lãnh đạo đơn vị cử đi làm nhiệm vụ giám sát việc di rời mồ mả tại dự án, nhưng thông đồng với người dân kê khống số lượng. Những cú bắt tay kê khống tài sản trên đất, kể cả dưới đất để chia nhau tiền đền bù không ít. Các địa phương đang và sẽ triển khai xây dựng nhiều dự án kinh tế xã hội, phục vụ cho phát triển. Nếu như cứ để các kẻ gian tự tung tự tác như các trường hợp nêu trên, thì đó sẽ là lực cản, thậm chí là phá hoại đất nước. Hàng loạt lãnh đạo Phú Yên bị truy tố liên quan đến đấu giá đất. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 4, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên thông tin, cơ quan này vừa chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cùng 4 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía Bắc, khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa, trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng 262 lô đất tại khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa từ năm 2017 đến năm 2020. Với sự giúp sức của bà Nguyễn Thị Nở, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính, ông Mai Hắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông Nguyễn Ngọc Duy, Phó Cục trưởng Cục Thuế, ông Ngô Quang Phú, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và những người có liên quan, các bị can đã cho phép hỗ trợ giảm giá 5% doanh nghiệp tham gia đấu giá trúng thầu. Vì thế, số tiền thực tế doanh nghiệp nộp vào thấp hơn giá khởi điểm, trái quy định pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên có đủ căn cứ kết luận đây là vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị can xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, không đạt được mục tiêu phương án đấu giá đưa ra. Trước đó tháng 6 năm 2016, để trả khoản nợ 200 tỷ đồng tạm ứng của kho bạc nhà nước trong nhiều năm trước làm hạ tầng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa giai đoạn 1. Tỉnh đầu tư gần 319 tỷ đồng để làm hạ tầng, phân thành 458 lô nhà ở, trong đó 262 lô nhà ở liền kề, còn lại là các lô biệt thự. Năm 2017, một doanh nghiệp trúng thầu khu 262 lô nhà ở liền kề, giá 162,495 tỷ đồng. Ông Nguyễn Chí Hiến đã ký quyết định dùng ngân sách nhà nước hỗ trợ chủ doanh nghiệp trúng đấu giá hơn 8 tỷ đồng. Ngày 4 tháng 11 năm 2020, Công an tỉnh Phú Yên tiếp nhận giải quyết tố giác tội phạm của công dân về việc cho phép giảm 5% tiền bán đấu giá 262 lô đất ở khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa trái quy định pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xác minh.
Tháng 5 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự trong vụ bán đấu giá xỉ 262 lô đất tại khu đô thị mới Nam Tuy Hòa. Trẻ mầm non trở lại trường, làm sao để phòng tránh COVID-19? Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 4, trẻ mầm non Hà Nội được trở lại trường học trực tiếp đã mang đến niềm vui và hạnh phúc cho nhiều phụ huynh. Tuy nhiên, không ít bậc cha mẹ lo lắng khi lứa tuổi này còn quá nhỏ để có thể chấp hành hướng dẫn phòng dịch COVID-19. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho rằng, không chờ đợi việc tiêm vaccine cho trẻ rồi mới cho trẻ đến trường. Cho trẻ đi học trở lại là vô cùng cần thiết, đặc biệt là ở lứa tuổi mầm non. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu khẳng định, việc trẻ em không được đến trường trong một thời gian dài sẽ gây ra các khiếm khuyết về cả thể chất lẫn tinh thần khi các em không được tương tác với bạn bè thầy cô, từ đó ảnh hưởng tới sự phát triển lâu dài, thậm chí khiến trẻ mắc bệnh trầm cảm, không lây nhiễm. Phần lớn trẻ em nhiễm COVID-19 thường có triệu chứng nhẹ. Nếu so sánh giữa lợi ích và rủi ro thì cần cho trẻ đi học. Không chỉ vậy, thời gian vừa qua, trẻ em ở nhà dương tính rất nhiều do nới lỏng các hoạt động, số ca nhiễm trong cộng đồng nhiều, người lớn mắc bệnh lây cho trẻ. Nếu đến trường thực hiện các biện pháp phòng dịch tốt, có tổ chức, nguy cơ lây nhiễm chưa chắc cao hơn ở nhà. Để phòng bệnh cho trẻ mầm non khi trở lại trường, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu có những lưu ý đối với cha mẹ của trẻ. Không đến trường, không đưa trẻ đến trường nếu bản thân đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Cần đeo khẩu trang cho mình và cho trẻ. Hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm trước khi đến trường, sau khi trở về nhà, khi thấy tay bẩn, khi cần thiết. Tại nhà, cha mẹ cần đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe cho trẻ. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học, đồng thời thông báo cho nhà trường, cơ sở y tế. Ngoài ra, sau thời gian quá dài phải nghỉ ở nhà, khi được đi học trực tiếp, trẻ sẽ có những rụt rè và lo lắng. Cha mẹ cần chia sẻ và trò chuyện với con về thông tin quay trở lại trường, hỗ trợ con chuẩn bị tốt về thể lực và tâm lý để sẵn sàng nhập cuộc. Đối với nhà trường, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu lưu ý, nhà trường nên bố trí các em theo nhóm, lớp và cho ăn riêng, ngủ riêng để hạn chế tối đa tiếp xúc với nhau. Như vậy, khi có trẻ dương tính SARS-CoV-2, việc xử lý khoanh vùng sẽ dễ dàng, gói gọn trong phạm vi hẹp và không ảnh hưởng tới nhóm khác. Đặc biệt, khi trẻ tới trường học trực tiếp, các trường vẫn phải triển khai các biện pháp phòng bệnh. Phụ huynh cũng cần phối hợp tốt với nhà trường để đảm bảo an toàn cho các cháu. Hà Nội là địa phương cuối cùng trên cả nước đồng ý cho trẻ mầm non đi học trực tiếp vào ngày 13 tháng 4. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, kết quả khảo sát ý kiến phụ huynh về việc cho trẻ mầm non đi học trực tiếp cho thấy khoảng gần 90% phụ huynh đồng ý cho con đến trường. Đây là con số rất đáng mừng, thể hiện tinh thần đồng thuận cao và cũng là mong muốn chính đáng của các bậc phụ huynh về việc con em mình được đến trường vui chơi học tập. Biển số giả chỉ cần có tiền, lên mạng là mua được. Thưa quý vị, biển chuẩn 100% quốc huy, phản quang đầy đủ, bao soi giỏi, làm cho một nốt nhạc là những lời quảng cáo có cánh của dịch vụ làm biển số xe giả được đăng tràn lan trên mạng xã hội. Cung cầu gặp nhau, nhiều đối tượng đang bất chấp quy định của pháp luật để mua bán, thực hiện hành vi bất chính. Theo quy định của pháp luật, chỉ có cơ quan được nhà nước ủy quyền mới được sản xuất biển số xe và nghiêm cấm các hành vi mua bán trái phép vật dụng này. Quy định là như vậy, nhưng nhiều năm qua, tình trạng mua bán, gian lận biển số xe đang tồn tại, trở thành vấn đề nổi cộm. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện nhiều trường hợp chủ phương tiện sử dụng biển giả, sử dụng hai biển số với thiết bị tráo đổi biển. Đầu năm 2022, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã xử phạt một cán bộ công an phường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột vì vi phạm với lỗi sử dụng biển số xe giả. Người này đã sử dụng biển số giả mua ở một cửa hàng chuyên làm biển số ô tô xe máy. Cũng trong thời điểm đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cũng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều xe ô tô mang biển số giả. Dù liên tiếp bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, nhưng tình trạng mua bán biển số giả vẫn tồn tại, thậm chí còn ngang nhiên hoạt động trên các hội nhóm mạng xã hội, các trang website. Việc mua bán biển số giả trên mạng cũng được diễn ra hết sức đơn giản, chỉ từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng, khách hàng có thể dễ dàng mua được một biển số như mong muốn. Các bác cứ việc inbox, còn lại cứ để em lo. Đây là lời mời chào của một chùm làm biển số đăng trên nhóm làm biển số, một trong những nhóm xã hội chuyên có thể là cung cấp dịch vụ liên quan tới biển số, hoạt động công khai với số thành viên lên tới 4.000 người. Liên lạc với chùm làm biển này được nghe anh ta quảng cáo, khách hàng làm biển tại đây rất vui và hài lòng với dịch vụ. Vừa đẹp, giá cả vừa rẻ hợp lý. Anh hỗ trợ khách làm các loại biển,
biển đẹp phong thủy, biển bị mất, biển mộc, quốc huy, phản quang đầy đủ, bao soi rọi chuẩn 100%. Với xe máy, giá một biển số dao động từ khoảng tầm 300.000 đồng cho đến 700.000 đồng. Đối với xe ô tô, giá một biển mua lẻ là 400.000 đồng, trọn bộ giá từ 800.000 đến hơn 1 triệu đồng tùy theo yêu cầu của khách hàng. Không chỉ làm được biển xe thường, chùm làm biển này còn giới thiệu luôn dịch vụ làm biển xanh, biển đỏ, biển ngoại giao. Anh này cho hay, khách nhận hàng rồi mới thanh toán, anh miễn phí ship toàn quốc. Cũng cung cấp dịch vụ tương tự nhưng một chủ tài khoản Facebook khác trong nhóm làm biển này cũng đang tuyển cộng tác viên tại 63 tỉnh thành phố. Anh này còn mời khách tham khảo dịch vụ theo đường link website của bên anh. Theo lời giới thiệu của website, dịch vụ bên anh bao làm biển số xe máy, ô tô, xe điện, biển số nhà uy tín, chất lượng với chi phí rẻ nhất cùng đội ngũ nhân viên tận tâm nhiệt huyết. Tình trạng gian lận biển số xe đã tồn tại và được báo chí phản ánh nhiều. Thế nhưng đến nay, thủ đoạn này càng tinh vi và chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của công nghệ mới. Để đối phó với phạt nguội từ camera giao thông, nhiều chủ phương tiện ô tô đã tìm mua thiết bị che, lật biển số trên nhiều mạng xã hội, các trang thương mại điện tử. Là lái xe chuyên phục vụ khách đi tỉnh, anh Nguyễn Hoài Nam ở quận Ba Đình, Hà Nội đã từng lắp bộ biển số lật này. Theo anh Nam, anh có nhiều lần bị phạt nguội, mỗi lần tiền nộp phạt cả chục triệu đồng. Ví dụ như cuối năm ngoái, anh bị phạt tổng 4 lỗi với số phạt nộp là gần 30 triệu đồng. Nghe bạn bè giới thiệu, anh Nam tìm mua bộ che biển số để qua mặt lực lượng chức năng. Anh Nam cho biết không khó để tìm mua sản phẩm này vì được giao bán phổ biến trên mạng. Theo anh Nam, với giá từ 4 đến 5 triệu đồng, người mua có thể sở hữu một bộ che cũng như lật úp biển số, bao gồm hai thiết bị tương ứng với biển số trước và sau của xe ô tô. Người mua chỉ cần gửi số biển tùy thích cũng như là số điện thoại và địa chỉ cho người bán là có thể nhận hàng sau vài ngày. Về công nghệ tráo lật biển số, anh Nam cho biết thiết bị này gồm một khung kim loại phía ngoài và một bàn xoay để gắn biển phía trong với cơ chế lật. Việc lật bàn xoay được điều khiển bằng điện và điều khiển từ xa giống như sử dụng cửa cuốn. Lái xe chỉ cần ngồi trong xe sử dụng điều khiển từ xa là có thể biến hình biển số trong nháy mắt. Anh Nam nói, tùy từng loại, có loại giá rẻ hơn chỉ hơn 1 triệu đồng một bộ với ô tô. Đối với xe máy thì vài trăm. Đáng chú ý, tình trạng này diễn ra ngay khi Nghị định 123 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt và đường không dân dụng, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Quy định mới nêu, phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, gắn biển số không rõ chữ, số, gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng, sơn, dán thêm làm thay đổi cửa chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển. Hoạt động mua bán gian lận biển số xe tràn lan như thế này đang tiếp tay cho những đối tượng xấu, lợi dụng để thực hiện những hành vi bất chính. Hành trình điểm đến của các biển số xe giả này sẽ về đâu? Hệ lụy khôn lường nào đến từ việc gian lận biển số xe? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin ở những bài tiếp theo. Tận dụng cơ hội vàng phục hồi du lịch. Thưa quý vị, những người làm trong ngành du lịch như chúng tôi có thể nói rằng ngày 15 tháng 3 vừa qua, ngày mở cửa cho khách quốc tế là ngày khai sinh lại ngành du lịch Việt Nam, cứu sống hàng vạn doanh nghiệp du lịch, hàng chục triệu lao động. Và dịp lễ giỗ tổ với những kết quả hồi phục ấn tượng của du lịch đã làm chúng tôi thêm những niềm tin về du lịch hồi sinh. Nhiều đồng nghiệp của chúng tôi từng có suy nghĩ ngành du lịch sẽ biến mất sau đại dịch COVID-19. Ngành kinh tế tổng hợp đóng góp trực tiếp 10,4% GDP của cả nước chưa bao giờ bi đát như trong 2 năm vừa qua. Nhưng bây giờ thì tình hình đã khác. Trong một tháng vừa qua, công ty chúng tôi bắt đầu nhộn nhịp trở lại, kết nối lại các hệ thống đại diện trên thế giới, ký kết hợp đồng với các cơ sở trong nước, đón các đoàn farm trip. Hay là trong tuần lễ giỗ tổ Hùng Vương, công ty chúng tôi đã đón được những đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên. Tôi theo dõi hoạt động du lịch và kết quả tại các điểm du lịch chính của cả nước công bố khá ấn tượng trong 3 ngày cuối tuần vừa qua. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc, Kiên Giang, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam hay là các tỉnh phía Bắc. Hoạt động du lịch sôi nổi và số lượng đạt cao dù chưa bằng được trước khi có dịch. Thật đáng mừng cho du lịch Việt Nam, khẳng định ngành du lịch đang phục hồi sau 2 năm ngủ đông. Từ sự phấn khởi của du lịch dịp lễ giỗ tổ, nhìn ra một làn sóng du lịch sẽ bùng nổ tiếp trong dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và các kỳ nghỉ dài ngày khác trong năm, ngành du lịch Việt Nam cần phải làm gì trong thời gian tới? Theo tôi thì ngành du lịch cần xác định đây là cơ hội vàng để xây dựng lại thương hiệu du lịch Việt Nam chuyên nghiệp hơn. Cần đánh giá lại cụ thể các lợi thế cạnh tranh của du lịch quốc gia để xây dựng một thương hiệu du lịch Việt Nam bền vững, đẳng cấp mới thời hậu dịch COVID-19. Thứ hai,
cần đầu tư tài chính đủ mạnh và đủ lớn để Tổng cục Du lịch triển khai quảng bá du lịch Việt Nam trên thế giới qua các kênh như là CNN, BBC, NHK hoặc tổ chức làm các phim truyền thông quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài, kể cả mạnh dạn đầu tư hệ thống đại diện du lịch Việt Nam tại các quốc gia lớn trên thế giới. Việc này thì cần phải tham khảo kinh nghiệm du lịch của các quốc gia đã làm rất hiệu quả như là Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Singapore. Thứ ba, các địa phương tự tin khuyến khích các cơ sở lưu trú, đơn vị du lịch mở cửa hoàn toàn đón khách. Nhà nước cần có chính sách chia sẻ hiệu quả với khối doanh nghiệp du lịch bằng các giải pháp tài chính hiệu quả với điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn như duy trì lãi vay thấp 5% cho doanh nghiệp du lịch đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, cho vay lãi suất 0% chương trình đào tạo và đào tạo lại nhân lực, trả lương tuyển dụng mới cho nhân sự du lịch, thời hạn kéo dài đến hết năm 2022. Thứ tư, các điểm tham quan chính trên cả nước cần miễn phí vé tham quan hoặc ít nhất là giảm 50% vé tham quan tại các điểm tham quan chính do nhà nước quản lý, tham gia kích cầu du lịch cùng với doanh nghiệp du lịch áp dụng đến hết tháng 12 năm 2022. Thứ năm, mặc dù hiện tại các chính sách mở cửa du lịch đã trở lại một cách thông thoáng, tuy nhiên cần kích hoạt kênh duyệt nhân sự cho khách đi du lịch đi lẻ gấp cho đối tượng này, tại vì không phải khách hàng nào cũng có điều kiện hoặc là xin visa online. Đồng thời nên kéo dài thời hạn visa cho khách quốc tế đến 30 ngày chứ không phải 15 ngày như hiện tại, bởi vì có rất nhiều khách Âu, Mỹ, các quốc gia không được miễn visa có nhu cầu du lịch từ 15 đến 21 ngày tại Việt Nam. Cơ hội vàng không có nhiều, nhưng khi chúng ta đã thấy thì phải tận dụng và phát huy để có thể giúp cho du lịch Việt Nam phục hồi một cách nhanh chóng, trở lại như xưa và hơn nữa.